4, phòng trà Tiên Lầu tại số nhà 47, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên. Ông cha ta thường có câu nói, chè thái gái tuyên, quả là không sai đúng không quý vị? Thì khi nhắc đến một người con gái đẹp, người ta thường nghĩ ngay đến tỉnh Tuyên Quang. Và khi nói về trà, người ta thường nghĩ ngay đến chè Thái Nguyên. Và hiện tại bây giờ là tháng 5, ở ngoài miền Bắc quý vị có thể thấy được là thời tiết rất là nắng nóng, rất là khắc nghiệt luôn ạ. Và có khi thì nắng lên đến 40 độ C, và có khi thì trời mưa tầm mưa tã, mưa thối lất thối cát khoảng một tuần trời đấy ạ. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người rằng trà và thời tiết có sự liên quan đến nhau rất là chặt chẽ. Và đầu tiên là nói về mùa đông thì cây chè phát triển rất là chậm và cho ra sản lượng ít, nên là cái lớp trà mà sau khi pha mà thu hoạch vào mùa đông ấy thì nó sẽ bị đỏ hơn so với những mùa khác. Vào mùa hè thì cây trà thì nó phát triển cũng chậm hơn một chút, thì bởi vì cái yếu tố trời ngoài thời tiết nắng gắt quá dẫn đến là nhiều cây chè nó bị cháy cái lá đi ạ. Thì những cái ngọn chè, ngọn búp chè nó sẽ không còn được lon mơn mởn, và cái màu lúc sau khi pha xong thì nó cũng không được đẹp cho mấy. Và cái vị trà của thời điểm mùa hè thì nó sẽ hơi đậm hơn một chút ạ. Còn vào thời điểm mà tháng 7 mưa ngâu nhiều thì cây trà phát triển rất là nhanh luôn ạ. Và những cái lón trà nó sẽ lon mơn mởn luôn. Quý vị có thể thấy rằng là cái mùa mưa nhiều thì cái cây cối làm cũng phát triển rất là nhanh và xanh tươi ạ. Nhưng mà cái vị trà của nước này, cái vị trà của cái mùa này thì là nó hơi nhạt đi một chút. Nhưng mà cái màu nước của nó rất là trong xanh ạ. Còn những bác nào mà đã uống trà quen thuộc rồi, các bác có thể nhận rõ được là cái hương vị trà của từng mùa nó sẽ có biến đổi rất là rõ rệt. Còn vào mùa thu thì là cái mùa thu là cái mùa mà không có mưa nhiều và cũng không có nắng gắt quá, nên là cái cây chè này phát triển rất là tốt, và cái hương vị trà lúc này cũng là hương vị trà ngon nhất luôn ạ. À, tầm tháng 7, tháng 8, quý vị nào mà có đam mê về chè ấy thì quý vị hãy mua nhiều một chút thì để được thưởng thức những cái hương vị mà đậm đà nhất của trà Thái Nguyên. Và qua lời giải thích vừa rồi thì quý vị có thể thấy được là cái sự biến đổi khí hậu rất ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây chè và chất lượng của chè. Và khi quý vị mà mua cùng một loại chè về mà mỗi một mùa quý vị cảm thấy là cái uống cái vị trà nó có sự thay đổi nhẹ đấy ạ, thì quý vị có thể là liên hệ trực tiếp đến bên em, thì bên em có thể tư vấn và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất. Và vừa rồi là những chia sẻ của em về sự biến đổi thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và chất lượng của cây chè. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.